đại ca ơi, đợi tôi với, đợi tôi với. Trên nơi đặt hàng có đầy đủ địa chỉ và số điện thoại, cậu tới đúng giờ sẽ có người nhận hàng. Cẩn thận nha. Anh cứ yên tâm giao cho tôi. Cảm ơn Chiêu. Hôm nay xong rồi, tiền nè. Không phải chứ đại ca, mới mấy tiếng thôi mà, sao nhiều dữ vậy? Như nhặt được vàng đúng không? Nghe tôi nói, đợi thêm nửa tháng nữa, việc làm ăn thuận lợi hơn, anh Chiêu sẽ mở rộng đầu tư làm lớn hơn. Lúc đó không cần phải chia phần trăm đối tác, sẽ ôm luôn việc bán lẻ, bảo đảm sướng hơn lúc trước. Tôi thấy sướng hơn là trúng vé số. Có khi còn được làm chủ con ngựa nữa. Nhưng mà đại ca, dù gì đây cũng là tiền bẩn, có sợ chúng ta về già sống không có được yên ổn không? Bây giờ không liều một vố sống không ổn đâu. Giữ lấy đi, không thì đem tiền đi làm từ thiện. Tôi chẳng thà chi cho hội đua ngựa. Anh về rồi. Về rồi hả? Sao khuya vậy? Đắt hàng mà. Anh với Phi Long ra ngoài uống vài ly ăn mừng. Tặng cho em nè. Có đẹp không? Những gì anh đã hứa với em nhất định làm được. Kiếm được tiền thì để dành đi, đừng lãng phí tiền như vậy. Anh vất vả kiếm tiền là vì muốn được ở bên em, sau này mình có cuộc sống tốt. Anh không muốn làm người bủn xỉn, ngay cả chiếc nhẫn ra hồn cũng không mua nổi. Anh không cần đâu, em suốt ngày lấy xe ngoài đường, đeo nhẫn sẽ bất tiện lắm. Thì đừng lái xe nữa. Sau này đến nuôi em, của anh tức là của em. Đưa ta đi. Không cần đâu mà, không phải, không cần thật mà. Thanh à, anh thực sự vẫn còn yêu em. Anh đừng như vậy được không? Bỏ ra, bỏ tay ra đi. Anh, tại sao em đẩy anh ra chứ? Có phải em đã hết yêu anh không? Tại sao em lại giấu anh chuyện lớn như vậy chứ? Em giấu anh chuyện gì chứ? Phi Long đã nói hết với anh rồi. Ngày xưa chúng ta có đứa con. Anh đừng có nghe anh nói bậy, không hề có chuyện đó. Em nhìn anh đi, có phải con của anh không? Anh buông tay ra đi, anh làm em đau đó. Em nói với anh đi, có phải con của anh không hả? Anh làm em đau đó, bỏ tay em ra. Là con của anh đó, nhưng bây giờ không còn nữa. Ơi trời ơi, cứu cho. Rồi con có bị điên không vậy? Sao tự nhiên lại đánh tôi vậy? Anh mới bị điên đó. Tôi dặn anh không được nói cho anh nghe. Bây giờ lại nói ra hết, muốn gì hả? Thì tại anh đang hỏi tôi mà. Tôi thì uống hơi nhiều và bị say nữa, nên tôi mới nói ra rồi. Anh làm tôi tức chết mà. Cái gì chứ? Anh đánh tôi chứ còn như vậy, còn giấu anh làm gì chứ? Anh cũng về lâu như vậy rồi, còn chẳng không có cảm giác với anh. Còn có cảm giác thật sự rồi hả? Đừng có hỏi nữa, tôi không biết. Sao lại không biết? Thì lúc đó tôi còn trẻ, cảm thấy anh rất ngầu, rất quay, cái gì cũng dám làm. Nhưng bây giờ tôi không còn nhỏ nữa. Lần này gặp lại anh ấy, tôi hoàn toàn không có cảm giác sùng bái, ngược lại tôi cảm thấy rất xa lạ. Cô đừng có quên là anh về đây cũng vì cô đó. Thật sự vì tôi sao? Cảm ơn anh. Alo, vợ hả? Anh xin lỗi mà, hôm qua anh uống say cho nên mới ăn nói sằng bậy thôi. Bây giờ anh đi mua bánh bà xã cho em ăn nha. Alo, anh Tấn. Thanh hả? Có chuyện gì?
À không, em đang ở gần Nguyên Lãng nè, định hỏi anh đi ăn trưa chung được không? Ờ, không ăn đâu, anh đang bận việc rồi. Đợi tối nay tan ca, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Vậy được, bye bye. Sao vậy không được hả? Đề hoài với ông lên nổi nè. Chết rồi còn phải giao 4 phần nữa. Này, giao trả anh chịu nổi giận liền đó. Vậy đi, để tôi gọi xe, giao cho xong 4 phần đó. Gọi xe, nè, xe của người lạ đó. Lỡ có chuyện gì thì làm sao đây? Vậy cậu nói phải làm sao? Nè. Ê, trùng hợp vậy? Xe bị chết máy hả? Phải. Phải, chúng tôi đang đợi gọi xe nè. Cần gì gọi xe chứ, chuyện nhỏ thôi mà, em giao giùm anh. Thôi, làm phiền em còn phải chở khách mà. Em vừa mới trả khách xong, chưa nhận được đơn mới. Không cần, đồ ăn của tôi này nhiều nước sốt lắm, làm đổ vô xe của cô. Thôi đừng. Được rồi, tôi trải bạc ở dưới là được, đừng nói nhiều nữa. Nè. Thôi được rồi, tôi với Thanh đi giao cho xong. Anh gọi xe tới, kéo xe về đi. Nè, chuyện này không nên làm liên lụy tới Thanh nha. Xong chưa vậy, mau chuyển qua đây đi. Được rồi, yên tâm đi, từ đây tới Vịnh Thuyên cũng gần. Tối qua, xin lỗi anh, con là của anh, em đã nói sớm cho anh biết, nhưng mà có chút chuyện em không đối mặt được. Vậy con mình là trai hay gái? Bây giờ nói đâu? Em nói không còn nữa, có phải đã chết rồi không? Chút chặn kìa. Thanh, má quay đâu? Quay đâu? Ở đây đâu có được quay đầu. Tắt máy. Chuyện gì vậy sếp? Bằng lái, giấy căn cước. Dạ được. Anh ngồi kế bên cũng vậy, cảm ơn. Dạ đây. Hai người đi đâu vậy? Chúng tôi đi Vịnh Thuyên đó. Đi Vịnh Thuyên làm gì? Giao bon cho đó sếp. Vậy bon cho đâu? Để phía sau xe đó. Mở cửa sau tôi kiểm tra. Anh đâu? Được. Phải rồi sếp, khu vực này ngày thường rất ít khi có chốt chặn. Hôm nay có chuyện gì vậy? Dạo này có nhiều xe chạy quá tốc độ. Kiểm tra đúng quy trình mà thôi, nhanh lắm. Có phát hiện. Đây là gì hết?